Sáng nay, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dương 14 năm tù về tội giết chết chú ruột của mình. Theo cáo trạng, Dương cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại nhà chú ruột Lê Văn Thọ, 37 tuổi. Khi bị chú ruột nhắc nhở về việc nhậu khuya, đốt đèn sáng làm hao điện và đánh vào mặt, Dương nhặt một mảnh đĩa bể nhọn dài khoảng 15cm, đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng cổ trái và tay trái của anh Thọ. Sau sự việc, Dương và người xung quanh đưa anh Thọ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhưng nạn nhân đã tử vong do choáng mất máu cấp, đứt thủng động mạch cánh trái. Được biết, sau khi cha mẹ ly hôn, năm 2000, Lê Văn Dương về sống cùng ông nội và chú ruột và được người chú này cưu mang. Tại thời điểm gây án, Lê Văn Dương vẫn chưa đủ 18 tuổi và phía gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường và cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Dương, nên bị cáo chỉ bị tuyên 14 năm tù.